Mà bánh này đứng này đúng không? Rồi, rồi đúng nhất đang quay đó. Rồi, làm đúng nhất nha. Rồi, chúng ta sẽ bánh mặt cắt. Bánh cắt luôn. Chúng ta lần lượt chúng ta bắn một cấp liền mặt phẳng. Đây, một cấp liền chúng ta bắn hoàn thiện. Nghèo quá ta. Đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bắn cấp hở mặt cấp cuối cùng. Chưa? Rồi. Cầm. Đứng ở đây nè, đứng ở đây. Đó, quay lên vậy nè. Rồi, cầm. Cầm được nhất. Bước vào đây.
bên này. Khoảng cách nối với hai tấm chúng ta sẽ nối một cây xương để chống răng nứt. Đặt cây cây xương đi. Ta bắn xanh đi đều ra đây. Sau khi chúng ta bắn xong một cấp liền, rồi chúng ta cuối cùng sẽ bắn một cấp hở, thì chúng ta sẽ cặp về. Cặp về trong cấp này, đây cặp về để ta bắn mặt trắng sáng. Rồi, thợ điện đã đi điện để đèn lon ở dưới và đèn led. Rồi chúng ta sẽ cặp về, chúng ta sẽ bắn về. Cầm một bên kia thì chuẩn bị không cay đi ngang, chuẩn bị nó tắt lại nó chuẩn ha. Chúng ta cầm về cho nó vuông, rồi hai chạnh để cho bắn mặt trắng sáng lên thì nó sẽ đều đẹp.